Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ mới nhất của dự án Grand Marina Sài Gòn, tòa tháp The Sun Tower cho các bạn cùng theo dõi. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh về dự án Grand Marina Sài Gòn và tòa tháp The Sun Tower. Về tình hình tiến độ của tòa tháp The Sun Tower thì các bạn có thể thấy trên màn hình, kính của tòa tháp này được lắp rất là nhanh. Hiện tại thì đã lên tới sàn tầng số 18 và 19. Còn về phần thô thì đang được thi công ở sàn tầng số 35. Riêng về phần lõi của thang máy thì cũng đã lên tới sàn tầng số 40. Các bạn có thể thấy thì tiến độ xây dựng của tòa tháp The Sun Tower vẫn luôn được duy trì và ổn định. Hiện tại thì về phần thô đã có dấu hiệu chậm hơn trước rất là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn được thi công. Còn về tiến độ ốp kính thì cũng khá là nhanh. Mấy ngày nào thì mới được ốp kính thì tới nay đã lên tới sàn tầng số 18. Các bạn có thể thấy lớp kính phía bên ngoài của tòa tháp The Sun Tower rất là đẹp và sang trọng. Khi hoàn thành thì tòa tháp này sẽ làm thay đổi cảnh quan đô thị tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và sẽ là biểu tượng mới tại trung tâm quận 1 khi tòa tháp này cao 55 tầng. Ngoài ra thì thiết kế của tòa tháp này cũng rất là đẹp khi từ tầng số 35 đến tầng số 42 sẽ là các tầng không gian mở, vườn treo, tạo nên một điểm nhấn cho tòa tháp này. Còn về dự án Grand Marina Sài Gòn thì các bạn có thể thấy phân khu số 2 đang được thi công cũng khá là nhanh, tiến độ rất là đều đặn và ổn định. Cả 3 tòa tháp trong phân khu này đều được triển khai thi công cùng lúc. Riêng tòa tháp phía bên ngoài thì chậm hơn 2 tòa tháp còn lại, khi hiện nay mới chỉ lên được tới sàn tầng số 38 và kính thì đã lắp đặt tới sàn tầng số 24. Còn 2 tòa tháp còn lại thì một tòa tháp hình chữ L thì cũng chuẩn bị được cất nóc. Hiện tại thì đang thi công ở sàn cuối cùng. Kiến của tòa tháp này thì cũng đã được lắp đặt tới sàn tầng số 28 và tầng số 29. Còn về tòa tháp ở chính giữa thì hiện tại cũng đang thi công ở sàn tầng số 47 và kính thì cũng đã được lắp tới sàn tầng số 29. Quý vị và các bạn có thể xem một số hình ảnh về các công nhân đang thi công ở phía bên trên của 2 tòa tháp này. Nhìn trên hình ảnh thì các bạn có thể thấy 2 tòa tháp này có số tầng bằng nhau, tuy nhiên thì tòa tháp ở chính giữa lại cao hơn. Còn về phân khu số 1 thì sau khi được quây lưới bao che thì tới nay vẫn chưa được khởi động và chưa được thi công trở lại. Hiện tại thì chỉ có số ít công nhân là đang dọn dẹp cũng như là chuẩn bị những công tác để sẵn sàng thi công 3 tòa tháp này. Mong rằng 3 tòa tháp này sẽ sớm được hồi sinh để dự án Grand Marina Sài Gòn được hoàn thiện hơn và hoàn thành. Khi các dự án này hoàn thành cộng với tòa tháp The Sun Tower thì dọc theo bờ sông Sài Gòn kéo dài từ dự án Vinhome Golden River tới dự án cảng nhà rồng Khánh Hội thì bộ mặt đô thị dọc theo sông Sài Gòn tại trung tâm quận 1 sẽ rất là đẹp. Các bạn cùng xem những hình ảnh về dự án Grand Marina Sài Gòn, tòa tháp The Sun Tower cũng như là trung tâm quận 1 nhìn từ trên cao.
Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Grand Marina Sài Gòn, tòa tháp The Sun Tower của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.